Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 75 năm, ngày 5 tháng 3 năm 1947, Đảng bộ tỉnh Lào Cai ra đời. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra bước ngoặt trong phong trào cách mạng ở địa phương. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, nhiều phong trào thi đua, phần việc thiết thực đã và đang được toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lào Cai thực hiện, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp. Điểm nhấn ấn tượng trong các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực hướng đến sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh chính là việc Lào Cai tổ chức thành công cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Cuộc thi thu hút tới trên 95.000 tài khoản tham gia với gần 3,4 triệu lượt bài thi. Với hình thức trực tuyến, ngay cả người dân ở những vùng sâu vùng xa cũng dễ dàng tham gia dự thi. Từ đó giúp lan tỏa niềm tự hào về lịch sử 75 năm vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Chúng tôi cũng tức là xác định cái ý thức tham gia để rồi là có những cái kênh thông tin và có những cái nội dung cơ bản để tức là truyền đạt lại đối với cái lớp thanh niên trẻ. Từ thành thị tới nông thôn, từ công sở, nhà máy, trường học hay trên đồng ruộng, rất nhiều phần việc thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ đã được triển khai. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch rất là chi tiết, cụ thể để triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là đối với phong trào thi đua thanh niên làm chủ đất nước, tiếp tục được lan rộng các tấm gương điển hình tiên tiến. Việc phát động phong trào thi đua thì đã tạo ra cái động lực to lớn để thúc đẩy cán bộ chiến sĩ trong đơn vị vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, tạo ra khí thế thi đua giữa các đơn vị và giữa các cá nhân với nhau. Chúng tôi đang tập trung là thi đua trong huấn luyện, trong tăng gia sản xuất, trong xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật. Điều đó thì góp phần thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt dịp này, nhiều công trình dự án trọng điểm về hạ tầng kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không, đường sông và các nhà máy sản xuất lớn cũng đã được tỉnh khánh thành hoặc khởi công, động thổ. Không khí vui tươi phấn khởi hiện hữu khắp các phố phường, thôn bản, nhà máy, xí nghiệp, tới từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, tới các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi là những người dân đây rất tự hào và vinh dự được Đảng và Nhà nước quan tâm đến các công trình để cho thuận lợi cho những người dân chúng tôi ở đây là phát triển về kinh tế. Xác định kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, công tác tuyên truyền đã được triển khai từ rất sớm, qua đó tạo được khí thế trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng đến ngày lễ trọng đại của tỉnh. Các cái phong trào thi đua lao động sản xuất đã rất là tích cực ngay từ các cái công trình trọng điểm của tỉnh thì đã được gấp rút triển khai và đã hoàn thành theo đúng cái kế hoạch đề ra. Người lao động đã hăng say hơn và đã tạo ra một cái hiệu ứng rất là tích cực trong lao động sản xuất và đã tham gia góp phần thực hiện tốt cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm nay, hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lào Cai đạt được những thành tựu to lớn toàn diện sau 30 năm tái lập. Đây là tiền đề để Lào Cai tiếp tục nỗ lực trong hành trình trở thành tỉnh phát triển của đất nước.